Vô. Chúng ta đã quay lại với ặc của Hưng. Như như mọi người có thể thấy một con gì đó ở đây ha. Vẫn là đường chủ rồi. Có thể là trong cái lúc mà video này được lên sóng mà chắc cũng tới banner của cô ấy rồi. Thì Mà anh có tính roll thêm cô ấy hay không thì chưa biết nhé. không không không, câu trả Đấy, lời là không, thì tại một vì một xíu sneak peek về cái chỉ số hiện tại này thì tao xem nhanh đi ha, tại vì con hù tao này nó cũng cũng khá là nhiều nhiều video rồi á, đúng không Hưng? Nói thẳng là nhiều video rồi á, cho nên là hôm nay mục đích của kinh vẫn là một cái ly ngon hơn và một cái nón ngon hơn, đúng không mục đích chỉ có một. Hưng? Ok, 600 thánh di vật á. À không, thực ra là 700 luôn á, lần này là 700 thánh di vật luôn đó. Cho nên là liệu 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 có thể nào, có thể nào. Nhớ nha, nhiệm liên qua nửa chế rực nha, chứ đừng có lộn sang xét khác nha. Các đấu sĩ. Lại đầu tiên thấy không khóa rồi, thấy có điểm rồi đó. Mà rất nhiều ly và rất nhiều. Ái chà chà. Mà vui ca chăng? Này chắc không giữ ha. Đây, sát thương nguyên tố hỏa này. Chắc không nâng không? Cái dòng này mà thay bằng crit ray hoặc crit dam mà mình nâng cái này chắc chắn nâng luôn á chứ, đúng không? À, rất tiếc. Ok, lần này nó cân bằng hơn rồi đấy. Cái này giữ không hay là thôi. Bỏ. À, cũng cũng hay nhiều nhiều lông với hoa quá ta. Hơi nhiều lông với hoa á. Mặc dù nó có đồ rồi á. Rồi nâng nâng thử cái đống lông với hoa đi, lỡ có cái 50 CV thì thường chắc cũng không chê được ha, đúng không? Rồi thì tuy 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 là có rất nhiều đồ khóa đây, nhưng mà chúng ta chỉ nên nâng những cái mà có trong video thôi nhé mọi người. Cái này nâng từ từ đi, để coi. Chọn 4 sao trở xuống đi, mọi người muốn xem. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Được rồi, được Từ. rồi. Vua nào cái không lông vua? của mình 47 rồi các bạn, Biết cho biết nên biết 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 là mà thử 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 coi vua nào không. nhạc Lên để coi có vua nào không. Friends. Nó mém vua nạp vậy, thôi thôi nó lệch rồi. Chị chấp nhận đồ 30 nạp. Có một cái hoa nó khóa Hòa khóa. Hòa khóa. Liệu mày có vượt qua được cái hoa kia không? tăng sát thương nguyên tố băng. Bỏ, mở khóa hết đó. Bộ phận rất nhiều. Nó là một dòng nhiều tiếng đó nhỉ. Video này sẽ rất là nhanh mọi người. Không lâu lắm đâu. Mặc dù tới 700 thánh dược. Tại vì vấn đề là Hưng Hưng hiện tại là đã tới cái giai đoạn là cân chỉnh stat rồi á, thì cũng có một vài bạn là phàn nàn là mấy cái video Neon Village là mình không biết nâng đồ á, vô phòng ngự rồi mình vẫn nâng á, thì cơ bản là tại vì cái vấn đề là cái video đó là con Neon Village nó thực sự đang cúp biom và mình phải dùng con Neon Village để mình đánh bí cảnh, cho nên là mình phải nâng đồ gấp để mà con Neon Village nó có đồ để nó mới đánh được cái bí cảnh đó. Chứ nếu mà đồ nó under level thì nó không có đánh được cái bí cảnh đó, cho nên là mọi người thông cảm nha. Nhưng mà cái gì đây? Trời ơi. Ok. Giữ nhưng không nâng nha. Không nâng nâng nâng. Đây cái này có khả năng này. Nó có phòng ngự. Ok. Hóa hoa nữa. Nâng không? Không. Long là phải 4 vòng. Hoặc là như vậy đúng không? Ông trên thực tế là anh cũng chắc cũng bỏ luôn á, Trà Long anh 47 rồi. Nhưng mà nó ra đồ thì thôi, cứ cứ nâng content đi.
Ok. Như mọi người cũng biết là con Hu Tao này là một con Hu Tao gọi là mắc pin rồi ấy, cho nên là mình sẽ rất là gắt gao trong việc nâng độ. Ok. Lật dòng rồi. Trời ơi là trời ơi. Đồ dòng đẹp như thế mà. Trời Cái này mà ơi. tính là nếu mà cái này mà HP phần trăm thì nhiều khi vẫn lưu tiếp được Dòng baby dòng thì đẹp nhưng mà trời ơi nó bị. cái này trước đi. Mình rủ đi trước đi. Để cho cái này 50 CV á thì mọi người cho tôi xin một like và một subscribe nha. Nha. Ủng hộ Weibo Game dưới phần mô tả của video. Nào. 3 2 1. Vô. Ê. Ơi. Ngon nha nhưng mà Nó min trời ơi, khổ quá. nó hơi min, hơi min. Mà hiện tại thì cái của anh tốt hơn rồi đúng không? Để coi lại. Đúng vậy. 47 CV với 9% HP thì chắc là của 7 CV chắc vẫn ăn ha. Tại 7 CV so với lại 9 so với lại 7 9 HP đúng không? 7 CV với 9 HP, tầm 7 CV với 9 HP thì chắc 7 CV vẫn hơn. Rồi. Tiếp tiếp tiếp. Nhưng mà cộng lại cộng một lông cho anh Hưng. Hoài luôn á, ba tập rồi. Trời Cái đó cũng được nha, cái đó cũng được nha. Cái em thấy thật được mà. ra không phải như các nhân vật HP khác, tại vì Hu Tao nó có mắc cáp 40 vậy các bạn. Cho nên là có thêm tinh thông cũng tệ. Quan trọng là nó phải nâng nâng xịn. Nãy không thấy cái ly hỏa mới mới tính nhắc cái ly hỏa xong ấy, nó cho cái ly hỏa nhưng mà Nó mà ra cái ly hỏa là chắc chắn nó đã ra khóa rồi chứ không phải. Next. nhiều đồng hồ này. Nãy ít đồng hồ mà nó giữ, còn cái này nhiều đồng hồ để nó không giữ cái nào, hài điên. Trong một tháng chốc tôi tưởng vào phòng ngự dòng tỷ lệ bạo mọi người. Này này lệch dòng kìa, chết kìa. Thêm lần nữa, thêm thêm món nữa đi, nâng luôn ha. Rồi. Nó vậy sao nó không khóa chưa, nó thiếu tinh thông á. Nó cho đi lúc đó chứ nó không phải cho Hu Tao. Nó Thanos luôn, bỏ. tuy tuy là vẫn 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 khó 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 mạnh hơn cái kia rồi nhưng mà nhìn nó vô vẫn hài nha mọi người. Rồi. HP hai không được thì dục nhá, thì hai không được thì thôi luôn nhá. Max lúc này mới đau biết sao không? Mát ở nghĩ nó màu chài thêm mình thêm lần nữa đó để xong mới vô đó. Cái này hình như là không phải là min nhưng mà nó cũng không cao luôn, hình như 3.1 thì phải. 3.1. 3.1 mà cứ như thế này đó, nó cứ màu chài mình tiếp sau nó quất một vòng tấn công nice. Không cái hết được rồi, từ đó 5.8 ra 9.7 mắc ra mắc ra mắc 3.9 hả? mắc ra mắc ra Chi không tệ lắm. trời Cái đóng tinh như cái hiện trong cái tại đồng tinh là có cái đồng hồ tinh thông rồi 42 24,8 24,8 là 36 37, cái này 37 CV này. Còn cái tinh thông chúng ta mới có là 32 thôi. Nhưng mà thêm 5 tấn công. Hiện tại như trong là cái đồng hồ tinh thông nên còn giữ một cái cái này cái đồng. tệ này, cái này tệ hơn này. Ok, nói chung là nâng cấp được cái đồng hồ tinh thông đấy, nhưng mà Hưng 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 có thích chỉnh chỉnh qua cái đó không thì không biết. Ok, rồi nói chung là cũng có tiến triển.
tiến triển, có tiến triển. ít ra là không có gì hả Hưng, ít ra là không có gì. Đó, giờ có nhiều lựa chọn cho anh build hơn á. Ít ra là có gì đó. Đó. Mạnh. Tôi nói rồi mà, trời ơi. Lo. Tôi nói rồi mà. Lo nói chuyện quá thì nó cũng sẽ bị lộn hơn. Nó ra khóa hai cái luôn thấy chưa. Trời ơi. Ok, xuống đây. Xong qua đây là không khóa cái gì hết này đấy chứ. Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Raiden này mạnh nha, Raiden của anh chuẩn bị rất mạnh đó. Em đoán là con Raiden của anh sẽ rất mạnh đó. Ok, mặc dù hai cái kia có hai cái khóa khá là đẹp nhưng mà do nó không đúng chủ đề video và food của Hưng cũng không nhiều lắm nên mình sẽ không nâng nha mọi người. Thông cảm. Rồi anh hãy thông cảm cho tôi. Anh cũng phải chấp nhận đi chứ, tại vì giờ anh đang ở cái cấp độ mà anh min max tới tận cùng rồi thì đồ nó bỏ nhiều thôi chứ nếu mà chưa có đồ thì ví dụ như là cái này là nhìn nâng được nè. Đó, lúc mà chưa có đồ thì chú ý với CV thôi, còn giờ anh có đồ rồi thì chịu thôi chứ giờ sao vậy? Giờ là đang muốn con Huta top 1%, top 1 mà. Phải chịu những thứ mà người ta không thể chịu được. Ủa, trong những thứ chịu đó có bao gồm chuyện cháp lộn đồ không vậy? Có. Có luôn. Ghê. Trời ơi, thôi. Em muốn nâng thử. Nãy giờ cái đó, cái đầu tiên có một crit á. Nói thiệt luôn á, nãy giờ cái đó là cái đầu tiên có một crit á, cho nên là phải nâng thử rồi. Cái gì? Thử không? Ok, cho thử được. Thử được. Vô. Sắp hết rồi đó mọi người. Như còn lần cuối á. Rồi đem đó đi. Nhân năm luôn rồi. Not bad. Trời đất ơi. Nó mạnh, nó bị lật một lần thôi à. Nó bị lật đúng một lần thôi. Nó lật tận hai lần em. Ý là một lần nó ra phòng ngự mà. Một lần nó ra phòng ngự. Cái này là ba vòng. Cho nên là không nói được. Chứ nó bốn vòng thì nó lật vậy. Thế nó vẫn quá mạnh. Buồn. nó vẫn mạnh. Đi luôn đi. Biết rồi đó. Phá ạc đó. Phá ạc của Hưng vui lắm cho mọi người. Không có chán đâu. Phá ạc Hưng cực kỳ vui luôn. Để từ cái này giữ không? Không. Em muốn thử ý muốn được. Không. Okay. Em. Không. Về. Tới rồi. Tới tận cùng rồi. Bắt kịp. Mà cũng nhanh thiệt á. Kiểu như không có phải giữ một cái gì đó để. Trời ơi. Cô ấy. Rồi nâng cho cô ấy đi. Kiểu không phải giữ một cái gì mà có tiềm năng á, kiểu như là chưa kịp nói hết kiểu. Ý là không phải giữ một cái gì đó mà nó hơi chỉ cần có một dòng crit là giữ á, cho nên là cái video nó lẹ hẳn á, kiểu như nó còn mắc pin nữa. Tại vì Hưng mắc pin quá và ổng cũng hơi kiểu muốn đồ hoàn hảo quá, cho nên là ok rồi. HP trước rồi phòng ngự nhất. Ngự trước đi. It's the biggest piece of dog shit. Nó cũng phế nữa, bỏ. Hên là nó lệch lần á. Hên là nó lệch một lần á, nó không mà lệch lần còn đau khổ hơn.
Rồi, cô ấy ơi. Đem cái ngự nó đi luôn đi. 18 á, ừ. Cô ấy Đó, ơi, cô ấy đi ơi. đi. Đô này. 3, 2, 1. Nó không yếu. Nhưng mà nó cũng nó 30 CP với chín hiệu quả nạp. Nhìn quá vậy trời á. Rồi cô ấy đâu rồi? Cô ấy là on set rồi. À, cái này mạnh Ơi. này, cái này tính ra cái này còn mạnh hơn cái hồi nãy nữa. Mà nó Đồ chỉ bị này thiếu cũng nạp thôi. mạnh, đồ này cũng mạnh hơn, trời ơi. Lại nhớ em nhớ có một cái ly à, học cái ly phòng ngự. Em nhớ cũng có một cái ly HP mạnh à. Ừ cái này. Cây dục cái này nhé. Rồi đó. Hết hết video rồi. Con hu tao của chúng ta nó được một đồ đúng. Thật ra hai đồ nhưng mà cái đồ kia nó không tốt bằng được cái này cho nên là yeah. Unchanged. Từ từ để em muốn thử qua cái tinh thông. Không phải cái này, chắc chắn không phải cái này, lộn rồi. Để coi cái tỷ lệ các thứ nó giảm như thế nào. Ok. Thì chúng ta đang hạng 1380 của Hu Tao này. Đó. Tốc 0,261% này. Bây giờ chúng ta refresh lại một cái. Nó giảm hạng xíu. Ừ. Nó giảm xíu hạng, vẫn trong top không phải mấy nhưng mà nó bị giảm xíu hạng. Ok, vậy thì có thể tính là video này không thành công nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau à. Cảm ơn mọi người vì đã coi cái video lần này. Nếu mà mọi người thích cái content mình phá hạt Hưng như thế này thì mọi người cho mình một like nha, một subscribe đó, mà mai mốt Hưng đủ cái tủ hết di vật mình phá hạt Hưng tiếp nhé. Cảm ơn mọi người. Nhớ ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Nè, làm ơn đừng có phá ạc cô như vậy nữa, làm ơn phá ạc cô cho tôi lại cái gì đó đi chứ, vô nghĩa. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.